Lúc đầu mình đi khám là hai vợ chồng, nói chung là mình hiểm muộn thì tất cả mọi người quay mình uống thuốc nam thuốc bắc gì thì vợ chồng em cũng đi ấy, nói chung là vào bắc vào nam ở đâu em cũng đi. Đến khi mà cảm giác là thuốc không còn cái điều nhiều với mình nữa thì bọn em có tìm hiểu đến cái thụ tinh trong ống nghiệm IVF, và tháng 6 là em bắt đầu hành trình ở bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội mình, với rất là hy vọng rất là nhiều. Nhưng mà đến lúc xét nghiệm thì đầu tiên là em bị cử chỉ hai vòi trứng, là em đã cảm giác là mình choáng rồi, mình đau đớn rồi. Tiếp tục nhận xét nghiệm của chồng nữa là không có tinh trùng trong tinh dịch, là lúc đấy là hai vợ chồng em cảm giác rúng lắm, không làm được gì cả. Vợ chồng em bắt đầu làm nhưng mà kết quả là hy vọng rất là nhiều, nhưng kết quả cuối cùng là tất cả số phôi bọn em tạo ra đều là yếu, và chỉ có hai phôi ngày 3 tháng duy nhất, và em chuyển một thất bại. Hai vợ chồng đã khóc, đau đớn, suy sụp, cảm giác lúc đấy là bầu trời của em nó sụp thẳng lắm. Em như em muốn dừng lại, em không muốn tiếp tục nữa, và chồng em cũng không muốn tiếp tục vì bảo là kinh tế khó khăn, nói chung là kinh tế nhà mình khó như thế. Bây giờ nếu mà tiếp tục nữa, nếu mà con cũng không về thì tiền đâu mà trả nợ cả kiểu. Chào mừng quý thính giả đến với IVF Radio. Bạn vừa được lắng nghe tâm sự của chị Võ Hương Thảo về chặng đường gian nan vất vả tìm con. Trên chặng đường đó đã có lúc vợ chồng họ tưởng chừng như gục ngã, hy vọng rồi tuyệt vọng, có cả những nỗi đau phải nhìn thật sâu để dìu dắt nhau đi qua những chông gai trong cuộc đời. Sau tất cả, Trung tâm hiếm muộn và y học giới tính Hà Nội đã đem tinh thần đến cho hai vợ chồng. Xin mời mọi người cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Thảo gửi về cho IVF Hà Nội. IVF Đa Khoa Hà Nội, Bác Phương, Bác Long đã mang đến kỳ tích cho mình rồi các mam ơi. Hành trình 3 lần IVF là 3 lần trọc trứng, 3 bệnh viện. Chỉ đến lần IVF thứ 3, đến với Trung tâm hiếm muộn và y học giới tính Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội, mình đã thấy hai vạch là gì các mam ạ. Cả hai vợ chồng mình đều có vấn đề. Làm lần 1 không có phôi, lần 2 được 2 phôi ngày 3 loại 2 duy nhất và chuyển phôi không thành công. Mà cả hai lần đều làm bệnh viện có tiếng. Lần 2 còn là bệnh viện to nhất nhì Hà Nội. Lúc đó mình đã suy sụp, mình đau đớn lắm, không thể nào diễn tả được những nỗi đau về cả thể xác và tinh thần các mam ạ. Vừa đau vừa tiếc tiền vì mình toàn vay mượn để tìm con. Thất bại lần 2 ngày 9 tháng 10. Tình cờ các chị em trong nhóm hiếm muộn đã thành công và giới thiệu mình đến Bác Phương. Lúc đó mình cũng chưa quyết định gì. Ngày 11 tháng 10 mình đã lên dự tọa đàm tại Đa Khoa Hà Nội. Ấn tượng của mình đầu tiên là đội ngũ tư vấn hành chính ở đây quá nhiệt tình, ân cần và ấm áp. Sau đó mình vào gặp Bác Phương xin tư vấn. Trời ơi, Bác Phương đã đẹp trai còn gần gũi, nhẹ nhàng, ân cần. Bác còn nói đúng các vấn đề mà mình đang băn khoăn. Sau đó mình đã hòa khóc với bác và tất cả mọi người ở đó. Ở đây mình có cảm giác được đối xử như là người thân. Ngày 14 tháng 10, mình quyết định lên kích trứng theo phác đồ Bác Phương đã cho mình. Ngày 25 tháng 10 mình đi chọc trứng. 3 ngày sau mình nhận kết quả báo phôi ngày 3, 14 phôi tốt khá. Ôi, lúc đó mình như trên mây vậy, cứ hỏi lui hỏi tới Bác Phương. Sau đó mình nghe bác nuôi hết lên ngày 5. 2 ngày sau, 17 giờ 10 phút bệnh viện báo phôi ngày 5 qua điện thoại cho mình. 7 phôi tốt, 3 phôi khá. Hai vợ chồng mình bảo nhau, chắc bệnh viện báo nhầm rồi, sao mà có thể nhiều như thế được. Chồng mình gọi lại, rồi mình gọi lại mà vẫn không tin nổi. Mình canh niêm mạc, chuyển phôi luôn ngày 23 tháng 11 vào phòng chuyển phôi. Trời ơi, không thể hồi hộp được vì bác Phương vui tính quá, làm mình thấy yên tâm và vui vẻ. Sau chuyển phôi, bác còn ra phòng nghỉ chúc mừng chị em chúng tớ. Thật sự, bác rất là chu đáo. Và 8 ngày sau chuyển phôi, kỳ tích đã đến với vợ chồng mình. Sau bao lần một vạch, mình đã thấy được hai vạch, đã thấy được beta là gì. Phải nói các bác sĩ ở đây rất là mát tay. Hội chị em mình 100% hai vạch hết rồi. Mình cũng chúc các mẹ hiếm muộn đều may mắn, suôn sẻ và thành công. Mình xin chân thành cảm ơn Bác Phương, Bác Long và toàn thể đội ngũ IVF Đa Khoa Hà Nội. Chúc các bác, anh chị luôn mạnh khỏe để gieo hạnh phúc đến với tất cả các bố mẹ hiếm muộn như mình. Hy vọng rằng câu chuyện của nhân vật hôm nay sẽ tiếp thêm động lực cho những ai đang gặp những khó khăn, trắc trở trên hành trình đến với thiên chức thiêng liêng làm ba làm mẹ. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe IVF Radio, chương trình do Trung tâm hiếm muộn và y học giới tính Hà Nội thực hiện. Đừng quên để lại bình luận gửi câu chuyện của mọi người về hộp thư của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào thứ 6 tuần sau.